Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Amen. Tôi xin lời chào tên ai đến toàn thể quý mài cho em ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Một ngày Chúa Nhật phục sinh thật là phước hạnh và an lành ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, hôm nay là ngày lễ phục sinh và khắp mọi nơi các hội thánh của Chúa đều rất là vui mừng. Ngày hôm nay là một ngày kỷ niệm, một cái sự kiện rất là quan trọng ở trong lịch sử giáo của chúng ta. Đó là Chúa Giêsu Christ ngài đã sống lại từ đầu kẻ chết. Sau 3 ngày ngài đã bị chôn, thì ngày thứ 3 ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Chúa Giêsu ngài phục sinh, đó là một cái sự kiện vô tiền phá hậu của quý mạng chết. Bởi vì trong lịch sử loài người thì chưa có một người nào đã chết sau 3 ngày mà sống lại và vẫn tiếp tục sống cho đến ngày hôm nay như Chúa Giêsu của chúng ta. Và Cơ Đốc giáo là một đạo duy nhất ở trên thế giới này có một giáo chủ vẫn đang sống. Phật giáo thì Đức Phật đã để lại Ngọc Xá Lợi, tức là xương của Đức Phật. Rồi Muhammad của Hồi giáo thì cũng để lại bộ râu. Chúa Giêsu của chúng ta thì để lại ngôi mộ trống. Và ngài vẫn đang tiếp tục sống ở trong lòng của những người tin ngài. Cho đến ngày nay, amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một hy vọng sống như là lời hát là vì Giêsu sống tôi bước đi với hy vọng. Cảm ơn Chúa, chúng ta có cái sự hy vọng và cảm ơn của Chúa về một tương lai tươi sáng khi chúng ta có Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Sau khi Chúa Giêsu ngài sống lại từ trong cái chết thì cái điều đầu tiên mà Chúa Giêsu làm đó là ngài đã tìm gặp lại tất cả những môn đồ đã từng chối ngài và bỏ ngài. Khi mà ngài chịu thương khó và chịu bị lột ở trong tay của những thầy tế lễ cả. Trước khi Chúa Giêsu ngài chịu thương khó, quý vị, thì tất cả các môn đồ của Chúa đều nói rằng là chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ ngài đâu. Chúng tôi thậm chí là liều mạng sống chúng tôi vì ngợi Chúa. Theo như Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 33 cho đến câu 35 có chép về việc đó là Chúa Giêsu báo trước rằng là đêm nay các ngươi đều sẽ có phần gì với ta. Như báo chép rằng ta sẽ đánh cây chăn chiên thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Nhưng sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilee trước ngươi. Phi-rơ cất tiếng thưa rằng do mọi người có phạm vì có thầy, song tôi chắc không bao giờ có phạm vậy. Đức Chúa Giêsu phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, chính đêm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-rơ thưa rằng dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối với thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy. Thưa quý bà chị em, trước khi Chúa Giêsu ngài chịu nộp và chịu cơn khó ở trong tay của những kẻ thù này, thì Chúa Giêsu đã biết trước được là ai sẽ bỏ ngài và ai sẽ phản ngài. Và Chúa Giêsu ngài nói trước với các môn đồ như vậy, đêm nay tất cả các ngươi đều sẽ bỏ ta hết. Nhưng mà các môn đồ nói rằng là không, chúng tôi không bao giờ bỏ thầy hết. Thậm chí là Phi-rơ là người sứ đồ trưởng cũng nói rằng là ai bỏ thầy cho tôi sẵn sàng tôi lưu mạng sống tôi vì ngợi Chúa. Nhưng mà đến phút rồi cái cuối cùng thì sao quý mạng kia? Có ai ở bên cạnh Chúa để cùng đóng đinh với Chúa Giêsu không? Cùng đóng đinh với Chúa Giêsu không? Không, tất cả mọi người đều bỏ chạy hết đúng không ạ? Người thì bỏ chạy ở chuồng bỏ chạy luôn. Còn Phi-rơ là chối Chúa 3 lần của quý mạng kia. Nhưng mà điều tuyệt vời nhất đó là sau khi Chúa Giêsu ngài thì chết rồi ngài sống lại thì Chúa Giêsu vẫn không bỏ những người môn đồ đã từng bỏ ngài. Và buổi chiều nay chúng ta sẽ học về một sứ điệp, đó là vượt qua sự phản bội, vượt qua sự phản bội. Có lẽ là con người chúng ta sống ở trên đất này, chúng ta đều ít nhất một lần trải qua những lúc mà chúng ta bị chính người thân của chúng ta hoặc là những người thân yêu nhất, gần gũi nhất phản bội hoặc là ghét bỏ chính mình. Sau khi họ chịu ơn mình hoặc là họ được mình yêu thương hết mực hết lòng thì họ vẫn có những cái cảm xúc hoặc là có những cái thái độ hoặc là những hành động nghịch lại với chúng ta. Có ai đã từng bị như vậy không quý mạng xem? Nếu ai đã từng bị như vậy đó thì tôi xin chúc mừng quý vị, bởi quý vị đã được Chúa ngài lựa chọn có thể bước vào trong những công việc và những chức vụ quan trọng hơn ở trong một tháng sau này. Xin chào mừng quý vị đến với chức vụ của Chúa Trời. Bởi vì ngay cả chính Chúa Trời
và Chúa Giêsu cũng đã từng bị phản bội. Đáng lẽ chúng ta sẽ thấy rằng là sự phản bội nó xuất phát từ lúc ban đầu, ngay từ trong thiên đàng, quý vị, ngay từ trong thiên đàng nó đã có sự phản bội rồi. Và Chúa Giêsu ngài khi hành chức vụ, ngài cũng bị chính những môn đồ của ngài phản bội. Rồi chúng ta sẽ thấy được rằng là chính chúng ta là người theo Chúa, chúng ta sẽ có một lúc nào đó bị chính những người thân yêu chúng ta hoặc là môn đồ của chúng ta, những người mà chúng ta chăm sóc, họ sẽ phản bội chúng ta. Nhưng chúng ta đừng bao giờ cay đắng, chúng ta đừng bao giờ để cho tấm lòng của chúng ta bị thay đổi theo cái sự phản bội đó, nhưng mà hãy giữ tấm lòng của mình và tiếp tục bước đi theo Chúa. À, đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu ngài chính là tấm gương điển hình cho sự tha thứ đối với những ai đã từng phản bội và chối bỏ ngài. Dù rằng dân trước đây họ đã từng ăn bánh do Chúa hóa ra nhiều, 5.000 người ăn bánh của Chúa, họ đã có lúc họ tôn cao Chúa và họ muốn Chúa Giêsu làm vua của họ, nhưng mà Chúa Giêsu đã từ chối. Nhưng mà sau đó một thời gian ngắn sau, khi mà họ đã chán Chúa rồi, quý vị, chính những người đó lại nói là hãy đóng đinh hắn chế thập tự giá. Chính người đã từng ăn bánh của Chúa, bây giờ họ phản Chúa và họ nói rằng là phải đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa dẫu rằng ngài bị phản bội như vậy, nhưng mà ngài vẫn không bỏ rằng dân đó. Chúa vẫn yêu thương dân của ngài. Và đôi khi mục sư bị tấn công và bị tổn thương do người chăn bị đánh, thì bày chiến bị tản lại. Quý mạng chàng mời có những khi Chúa cho phép trong chương trình của ngài, người lãnh đạo trong hội thánh cũng bị đánh giống như Chúa Giêsu đã từng bị đánh. Có những khi cái hoàn cảnh nó xảy ra như vậy để cho chương trình của Chúa được hoàn tất. Có những khi Chúa ngài muốn nâng cấp một sư, một tôi Chúa nào đó lên một độ cao hơn, giống như Chúa Giêsu trước khi mà ngài vào trong sự hiện diện thì ngài phải chịu thương khó và chịu bị môn đồ của ngài phản bội ngài. Thì người mục sư phải trải qua một cái sự thách giống y như vậy, đó là bị phản bội. Thì trong những lúc như vậy, quý vị, thì lời của Chúa rất là người chăn bị đánh và bầy chiên bị tản lạc. Chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của sự phản bội và người chủ động phản bội họ như thế nào, và người bị phản bội họ cần phải chuẩn bị tấm lòng của mình như thế nào. Khi mà Chúa Giêsu ngài chuẩn bị cho sự thương khó thì Chúa Giêsu ngài đã biết trước ai là người phản bội ngài. Ở trong Giăng đoạn 6 câu số 4 chép rằng là xong trong một người có kẻ không tin, vì Đức Chúa Giêsu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản ngài. Và trong những mối hệ thân thiết và cao cấp thường sẽ có sự phản nghịch nhau trong thời kỳ cuối cùng này. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 10 chép rằng là khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 21 chép rằng là anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Quý vị thấy không, Chúa Giêsu ngày nói trước rằng là trong thời kỳ cuối cùng này, tức là trong thời kỳ sau rốt, sẽ có nhiều người bị cám dỗ để mà phản nghịch nhau, bồi nghịch với nhau, phản bội nhau. Và Chúa nói rằng là sẽ có cái sự phản bội theo chiều dọc, tức là cha mẹ nghịch lại con cái và con cái nghịch lại với cha mẹ. Đó là chiều dọc, từ trên xuống hoặc là từ chiều dưới lên. Nhưng mà có cái sự phản nghịch theo chiều ngang, tức là anh chị em phản nghịch nhau, anh nộp em bị giết rồi chị nộp em cho bị giết. Như vậy thì mình thấy rằng là cái sự phản nghịch này nó là một cái điều đã được nhìn thấy trước ở trong cái nhìn của Chúa Trời, ở trong mắt của Chúa Giêsu. Đôi khi Chúa ngài cho phép trong cuộc sống của chúng ta trải qua những cái lúc mà mình bị tổn thương bởi chính cái người thân yêu của mình, chúng ta bị chính người yêu của mình hoặc là người phối tổ của mình phản bội chúng ta. Nếu đó quý vị sẽ làm gì? Nếu đó quý vị sẽ cảm thấy thế nào khi mà vợ của mình hoặc là chồng của mình đầu đó lây lối, một ngày kia mình thình lình mình thấy cái người đó không còn có sự chung thủy với mình nữa. Tôi chỉ dùng cái ví dụ này để quý vị thấy rằng là cái tấm lòng của người bị phản bội quý vị nó đau lắm. Ai đã từng bị bồ đá rồi chúng ta sẽ hiểu được cái điều này. Không ăn không ngủ, lúc đó chúng ta có làm sao nữa mà chứ em. Lời của Chúa nói với chúng ta ở trong Thơ Rơ đoạn 12 câu 2 trên câu 3 như thế này: nhìn xem Đức Chúa Giêsu là bồ rễ bờ cuối cùng của đức tin, tức
tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đố nghịch của kẻ tội lỗi gì ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờ lòng. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa đó là lời chúng ta nhìn lúc đó đó. Hãy nhìn ai với mày xem. Đừng có nhìn người này kia nha, đừng có nhìn cái diễn viên Hàn Quốc nào đó, nhưng mà hãy nhìn xem Chúa Giêsu chính là đấng đã có thể tha thứ được cho những người phản bội mình, để mình không có bị mỏi mệt sờ lòng. Đôi khi mình trách cứ nhau, tại sao bà đó lại làm như vậy? Ủa tại sao con kia làm như vậy? Tôi đối xử hết mình với họ mà họ làm cho tôi hết hồn. Quý vị có bao giờ mình đã từng nghe những điều như vậy không? Quý vị ơi, nếu chúng ta không có Chúa, quý vị, cuộc đời của chúng ta khi gặp những lúc như vậy rất là khổ. Rất là khổ quý vị. Nhưng mà tại Chúa, Chúa Trời chúng ta có một tấm gương. Đức Chúa Trời chúng ta có một tấm gương, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài đã coi thường, Ngài đã khinh điều sỉ nhục, đúng không ạ? Ngài khinh điều sỉ nhục. Tức là khi mà Chúa Giêsu bị chính môn đồ Ngài phản bội, quý vị, bị cái người mà mình thân yêu nhất chối mình 3 lần như vậy, nhục lắm quý vị ơi, nhục vô cùng nhục, đúng không ạ? Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài khinh thường điều đó. Chúa Giêsu Ngài không đặt trọng cái điều đó, đúng không ạ? Chúa Giêsu không có quan trọng không hóa vấn đề, nhưng mà Ngài khinh thường điều đó để hướng về mục đích cao cả hơn, đó là hoàn tất sự cứu rỗi. Như vậy thì cuộc đời của chúng ta có mục đích lớn hơn cái việc tình cảm của con người với nhau, đúng không quý mạng chị em? Quan hệ tình cảm hay là những cái vợ chồng với nhau quý vị ở trên đất này, nó chỉ ngắn ngủi trong vòng 100 năm thôi, đúng không quý vị? Chúng ta có sống chung thủy với nhau cho đến cuối đời 100 tuổi chúng ta cũng chết về với Chúa. Rồi đến thiên đàng thì chúng ta cũng không còn là vợ chồng với nhau nữa, đúng không? Chúa Giêsu nói rằng khi chúng ta sống lại thì chúng ta giống như thiên sứ trên trời, và chúng ta chỉ là bạn bè với nhau thôi, anh em với nhau thôi, chứ không có chuyện mà sống lại rồi là tôi vẫn là chồng của vợ tôi là vợ của tôi. Không có, chúng tôi là bạn của nhau. Như vậy thì mối quan hệ ở trên đất này nó chỉ là tạm thời, chứ nó không phải là vô thể đời đời. Dẫu vậy thì nó vẫn là quan trọng với chúng ta. Nhưng so với chương trình của Chúa và cái sự vĩnh hằng đó, thì mối quan hệ trên đất này nó không thể nào so được với thiên đàng của thiện. Cho nên chúng ta cần phải có cái nhìn của Chúa Giêsu, tức là chúng ta phải nhìn vào trong cõi đời đời để hoàn tất được chương trình vĩnh muốn của Chúa. Chương trình vĩnh muốn của Chúa đó là chúng ta phải yêu thương nhau, tha thứ cho nhau. Và ngay cả cái người phản bội mình, ngay cả cái người ghét mình, ngay cả cái người chối mình, cái người đã từng làm mình tổn thương, mình phải vượt qua được cái sự cay đắng đó và tha thứ cho họ. Thì lúc đó chúng ta mới giống như Chúa Giêsu được, chúng ta mới có thể hoàn tất được chương trình của Chúa trên đời sống của mình. Nếu quý vị muốn làm việc lớn, quý vị cần phải học cách đắc thắng được này với bạn trẻ. Đừng vì một cái tổn thương mà chúng ta bắt phạm và chúng ta rời xa khỏi Chúa. Ngày hôm nay có những trường hợp đó là họ buồn ai đó ở trong một tháng rồi sau đó họ say goodbye, tức là họ bỏ Chúa luôn, họ không đi nhóm nữa. Thế khi mà mục sư hỏi ra có tại sao anh chị không đi nhóm nữa, dạ tại vì tôi không thích cái người đó, mục sư, cái người đó đối xử tồi với tôi quá. Nhưng tôi hỏi quý vị rằng là cái người đó làm lỗi với người kia hay là Đức Chúa Trời làm lỗi với người kia mà người kia bỏ nhóm? Con người, đúng không ạ? Con người làm lỗi, nhưng mà Chúa đâu có lỗi gì đâu. Tại sao mà mình vì có cái lỗi của người ta mà mình bỏ nhóm, bỏ Chúa? Điều đó nó rất là vô lý với mày chè. Cho nên chúng ta hãy học cách để yêu thương và vượt qua những cái điều như vậy, để mình không có bị bất ngã và không có bị mất đức tin về Chúa. Điều đầu tiên chúng ta sẽ nói về sự phản bội, nguồn gốc của sự phản bội. Đầu tiên đã xảy ra ở thiên đàng từ trước khi tạo dựng nên thế gian. Ở trong Ê-sai đoạn 4 câu 12 cho đến câu 15, đây là lời Đức Chúa Trời nói với Lucifer là sao mai sáng láng. Hỡi sao mai con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trên trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, như bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn buồn bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi phủ, xa vào nơi cực thẳm.
Đây là lời Đức Chúa Trời nói với Lucifer, chính là thiên sứ trưởng. Và bởi vì đó nó lên mình kiêu ngạo, nó nói là ta sẽ lên trên cao như đám mây, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời là đấng chí cao. Đấy là cái sự kiêu ngạo. Và khi mà Lucifer nó kiêu ngạo, nó nổi loạn, nó tìm cách để chiếm vị Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời này đã đuổi nó ra khỏi thiên đàng. Và trước khi mà Lucifer ra khỏi thiên đàng thì nó cũng đã lôi theo 1/3 cái thiên sứ đi theo nó. Chúng ta xem ở trong Khải Huyền đoạn số 12, câu 3 đến câu 4. Lời của Chúa chép rằng là trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa, là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu, 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy trực trước người đàn bà mình đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Đây là lời tiên tri có những hình ảnh của tiên tri như là con rồng lớn sắc đỏ, 7 đầu, 10 sừng ở đây hình bóng cho Lucifer là Satan, và người đàn bà tượng trưng cho Hội Thánh, và đứa con mà cái người đàn bà đẻ ra đó là bà có thể là Chúa Giêsu. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó đã tranh chiến với Đức Chúa Trời và các thiên sứ ở trên đàng. Và khi mà nó tranh chiến như vậy thì nó bị đánh bại, và khi mà nó bị đánh bại, nó bị đuổi ra khỏi thiên đàng như vậy, thì nó đã lôi kéo 1/3 các ngôi sao, tức là 1/3 các thiên sứ ra khỏi thiên đàng. Và cho nên chúng ta thấy rằng là ở trên thế giới ngày hôm nay đó, ma quỷ nó làm chúa rồi này. Ma quỷ nó lực lượng rất là nhiều, đúng không quý mà cha? Nhưng mà lực lượng của ma quỷ với lực lượng của Chúa Trời thì bên nào đông hơn bên nào? Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà các thiên sứ, 1/3 các thiên sứ bị lôi kéo theo Lucifer để mà ra khỏi thiên đàng và nghịch lại với Chúa Trời, thì còn lại bao nhiêu thiên sứ ở lại với Chúa Trời? 2/3 đúng không ạ? 2/3. Như vậy thì 2/3 các thiên sứ với 1/3 thiên sứ sa ngã là ma quỷ, thì tôi thấy rằng là bên phía Chúa Trời đồng hợp bên phía Satan. Cảm ơn Chúa. Vậy thì chúng ta có một cái hy vọng rất lớn, đó là chúng ta đứng cùng phía với Chúa Trời và cùng lượng đông hơn các thiên sứ của ma quỷ. Và khi nói về sự phản đồ bộ đối với quý vị, thì chúng ta sẽ có một tấm gương sống nhất ở trong thánh về sự phản đồ, đó chính là Giuđa Iscariot. Và chúng ta biết rằng là Giuđa Iscariot là một trong 12 sứ đồ đã được Chúa Giêsu ngài lựa chọn rất là kỹ. Bởi vì trước khi Chúa Giêsu ngài chọn 12 sứ đồ này, thì cái thánh nói với chúng ta rằng là Chúa ngài đã cầu nguyện thâu đêm, rồi sau đó buổi sáng hôm sau ngài đã chọn 12 sứ đồ đó và ngài đã đặt tên cho họ, ngài đã thiết lập chức vụ cho họ. Và chúng ta đã có một người thầy rất là tuyệt vời, một người thầy hoàn hảo, nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta đã không đắc thắng được cái bài thử nghiệm của Đức Chúa Trời, và ông đã trôi chúa, ông đã bán chúa. Giuđa đã bị thúc đẩy bởi một động cơ có vẻ đúng đắn, và ông đã có một cái mưu phản Chúa. Ở trong Giăng đoạn số 13 câu số 2, Giăng đoạn 13 câu số 2 chắc rằng là đương vừa lên tối, ma quỷ đã để mưu phản ngài vào lòng Giuđa Iscariot, con trai Simon. Giuđa đã không còn tin tưởng và phó mình cho Chúa Giêsu nữa. Lý do tại sao mà Giuđa lại bị ma quỷ nó đặt mưu phản Chúa vào trong lòng đâu? Chúng ta xem cái câu chuyện ở đây, ở trong Giăng đoạn số 12 câu 2 trên câu 8. Giăng đoạn số 12 câu 2 trên câu 8. Người ta đã tiệc ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazarus là một trong Lazarus là một người trong đám ngồi đồng bàn với ngài. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam cùng hương hợp rất quý giá sức chân đến Chúa Giêsu và lấy ốc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giuđa Iscariot là một môn đồ về sau phản ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn lê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người đó vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này sức cho ngày chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta các ngươi không có ta luôn luôn. Đối với bà chị em, cái câu chuyện này xảy ra trước khi mà Chúa Giêsu ngài chịu thương khó và ngài bị đóng đinh ở trên thập giá. Thì Chúa Giêsu đang ở trong nhà của Ma-thê, Ma-ri,
Và khi đó thì Mary đã lấy một cái chai dầu cam tùng hương rất là quý giá xức châm và đập bể cái chai dầu ra, cả nhà đều thơm nức cái mùi dầu đó. Và bà đã lấy tóc của mình để mà lau chân Chúa. Nhưng mà Giuđa thì là nhìn thấy vấn đề là khác. Chúa Giêsu thì ngài đang tận hưởng cái không khí của một sự thờ phượng và tôn kính từ Mary. Nhưng mà Giuđa thì lại nói rằng là làm như vậy là phí. Phải lấy cái số tiền đó, cái việc mà mình bán cái chai dầu đó, lấy số tiền đó để mà làm từ thiện giúp đỡ cho người nghèo. Quý vị thấy rằng là Giuđa là một người phải nói rằng là có cái đầu óc rất là khủng khiếp, đúng không quý vị? Nếu mà một công ty mà có một cái người đưa ra kế hoạch và cái phương án để mà phát triển công ty thì có lẽ Giuđa là người cố vấn tuyệt vời nhất. Rất hợp lý, đúng không ạ? Đưa ra một cái kế hoạch rất hợp lý, đó là sao? Phải tiết kiệm để mà mình đầu tư cho người khác. Nếu mà so sánh Giuđa với là những người mà có cái đầu óc cố vấn kinh doanh cái đời này, quý vị thì Giuđa là số 1. Ông rất là có lý, đúng không ạ? Lấy cái số tiền đó, tại vì cái chai dầu này đó là nó có giá trị bằng một năm đi làm của một người công nhân. Số tiền rất lớn, nhưng mà chị có thể lên tới vài chục triệu hoặc là cả trăm triệu. Giuđa thì có lý, nhưng mà ông đã thất bại trong trận chiến của đại thần. Ông có thể thắng ở trong cái trận chiến của tâm lý, nhưng mà ông đã thất bại trong trận chiến của đại thần kinh thần. Ông không nhận ra được Chúa Giêsu, Ngài chính là Con của Trời và Ngài cũng chính là ngôi thứ hai trong ba ngôi của Trời. Bây giờ nếu mà có đặt bể 10 cái chai dầu đi nữa thì cũng không có đủ để mà tôn cao Chúa Giêsu một cách xứng đáng với mặt trời. Nhưng bởi vì có tấm lòng của Mary hết lòng và đặt cái điều tốt nhất của bà có để mà dâng cho Chúa như vậy thì Đức Chúa Trời Ngài hài lòng. Chúa Giêsu Ngài cũng đã nhận điều đó như là một cái sự tôn quý cho Ngài trước khi mà Ngài hy sinh. Nhưng mà Giuđa thì không thấy. Giuđa chỉ nghĩ đến cái việc khác. Mà có phải thực sự là Giuđa nghĩ tốt cho người nghèo không? Chúng ta thấy ở đây thì nó là người nói vậy chẳng phải lo cho cái nghèo đâu. Xong vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong, dùng theo ngôn ngữ hiện đại tức là ông này là người tham nhũng, quý vị, tức là thù ghét đó. Và Chúa Giêsu Ngài biết được những hành động đen tối của Giuđa. Và sau đó thì Chúa Giêsu Ngài nói rằng sao? Hãy để mặc cái người đó, tức là hãy để cho Mary cứ làm việc đó đi. Bởi vì người đã để dành dầu thơm này cho Ngài chôn xác anh. Việc cứ thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta các người không có ta được luôn. Quý vị thấy không? Chúa Giêsu Ngài khẳng định rõ ràng là cái việc của Giuđa nói như vậy là không đúng. Hãy để cho Mary cứ làm cái việc của Mary. Còn cái chuyện của người nghèo sau này đó thì các ngươi vẫn còn cái thời gian sau này để mà muốn giúp đỡ, làm từ thiện, muốn bố thí ra, đó là cái chuyện sau này. Lúc nào mình cũng có cơ hội, thời gian để mình làm đó hết. Nhưng bây giờ ta còn với ngươi chỉ một ít thời gian thôi. Bây giờ cái việc này nè, cái việc sức chân của cho ta nè là cái việc quan trọng hơn. Và đây như là một cái tát vào trong mặt của Giuđa. Bởi vì đó ông đã đưa ra cái lời cố vấn quá sai lầm. Và có thể cái việc này đã khiến cho Giuđa cảm thấy không vui, bởi vì ông đã bị vỡ trách một cách tỏ tường và công khai. Ông đã phản ứng, ông đã có những cái sự tranh chiến nội tâm trong lòng ông. Và ma quỷ biết điều đó và nó đã để mưu phản vào trong lòng của Giuđa. Ông bị thúc đẩy của một động cơ có vẻ dường như là đúng đắn. Tức là bây giờ ông không còn nhìn thấy tương lai phát triển với Chúa Giêsu nữa. Ông không còn nhìn thấy tương lai của mình với Chúa Giêsu nữa. Tại vì sao? Chúa Giêsu thì nói rằng là ta sắp sửa chết, ta sắp sửa tay rồi, đúng không? Tại vì Chúa Giêsu đã nhiều lần bày tỏ rằng là Ngài sẽ phải lên thập tự giá, Ngài bị đóng đinh và bị nộp vào trong tay của những kẻ ghét Ngài. Bây giờ thì Chúa Giêsu Ngài lại nói cái câu đó làm cho mình bị khổ mặt trước mặt mọi người. Mà trong khi đó Chúa Giêsu sắp sửa chết, thôi bây giờ mình cứ bán Chúa để mà lấy 30 đồng bạc. Và dường như ông có một cái lý do đúng để mà ông làm điều đó. Có vẻ như là đúng đắn đó, nhưng mà đây là một cái sự sai lầm. Giuđa không còn tin tưởng và khó mình cho Chúa Giêsu hoàn toàn nữa, quý mạng xem. Và ông không còn nhìn thấy tương lai phát triển với Chúa Giêsu. Cũng giống như là Lucifer trước đây, nó không còn nhìn thấy tương lai phát triển cùng với Chúa Trời. Cho nên là nó tìm cách để mà nó
lật đổ Đức Chúa Trời và phản bội lại với Ngài. Nó tìm cách để lập ra một cái vương quốc riêng của nó. Đối với những người phản bội chúng ta, quý vị, thì có thể chúng ta sẽ nhận biết rằng là họ nghĩ rằng mình đang kiềm chế họ và họ có một cái chương trình khác để họ có thể phát triển. Đôi khi Hội Thánh có những cái việc nó xảy ra và chúng ta thấy được nó diễn tiến một cách âm thầm. Có những người họ vào Hội Thánh nhưng mà họ tìm cách họ cải tắt, rồi sau đó họ có một cái chương trình riêng của họ. Chương trình Hội Thánh là thế này nhưng mà chương trình riêng của họ thế này. Và họ tìm cách để mà phát triển một cách cá nhân. Bởi vì họ nghĩ rằng là lãnh đạo của Hội Thánh đang kiềm giữ họ và không cho họ phát triển. Họ phải tìm cách để làm sao để mình có thể mình có một cái nơi riêng của mình. Và ở đây Judah cũng vậy, quý vị. Judah đang có một kế hoạch riêng của ông. Ông có thể ông tìm cách để mà có 30 nén bạc đó, sau đó ông làm một Hội Thánh hoặc là một cái nhóm mua riêng không? Nhưng mà rốt cuộc thì mọi chuyện đã không xảy ra theo như đúng ý ông còn muốn. Giăng 13 câu số 1 câu 2 từ câu số 1 cho đến câu số 2 ghi rằng là trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải về thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương vừa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ca-rốt, con trai Si-môn. Quý vị thấy không ạ? Sau khi mà cái bữa tối mà ông đã bị Chúa Giêsu Ngài gọi cách về việc đó là ông can Mary xích dầu cho Chúa Giêsu, thì bây giờ đang khi ăn bữa tối với Chúa Giêsu thì ma quỷ nó để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa. Và đây là một tiến trình không phải tự nhiên mà Giu-đa bán Chúa đâu, nhưng mà có một khoảng thời gian nó xảy ra những cái sự tranh chiến nội tâm ở trong đời sống của Giu-đa. Và ông không còn thấy cái tương lai phát triển với Chúa Giêsu mà bây giờ thấy tương lai phát triển với kẻ thù Chúa Giêsu. Ông tìm cách để mà ông móc nối và xây dựng tương lai với các kẻ thù của Chúa là thầy tế lễ anh em. Ở trong Mác đoạn số 14 câu số 10 cho đến câu 11 chép rằng là bây giờ Giu-đa Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp với Chúa Giêsu cho họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc, rồi Giu-đa tìm nhiều tiền để nộp nhà. Quý vị thấy không ạ? Bây giờ là không còn muốn đi với Chúa nữa, bây giờ muốn đi đêm với các thầy tế lễ là những người ghét Chúa Giêsu. Rồi ở trong Giăng đoạn số 13 câu số 21 cho đến 27 và có một môn đồ dựa vào gần Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu, Simon Phi-rơ ra dấu cho người đó rằng: hãy nói chúng ta biết thầy phán về ai. Vậy người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đầy. Đoạn Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Giu-đa Ca-rốt, con trai Simon. Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Và lúc ban đầu đó, khi mà tranh chiến nội tâm thì có cái mưu phản ma quỷ nó gieo vào trong trí của Giu-đa thôi. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy rằng là bởi vì Giu-đa không ăn năn và Chúa Giêsu Ngài nó bắt mé rằng là sẽ có một người phản ta, mà một người nếu có tấm lòng mềm mại và nhu mì đó thì đó sẽ hòa ra khóc, đúng không ạ? Ôi Chúa ơi, con xin lỗi Chúa, con đã lỡ, con có cái mưu phản Ngài, xin Chúa tha thứ cho con. Lúc đó vẫn còn kịp cho Giu-đa, đúng không ạ? Nhưng mà lần này thì Chúa Ngài nói rằng là sẽ có một người phản ta, tất cả mọi người đều im lặng hết, Giu-đa cũng im lặng luôn. Tôi nghĩ nếu mà tôi mà là Giu-đa lúc đó, quý vị, và Chúa Giêsu nói thẳng là sẽ có một người phản ta, lúc đó chắc tôi bò ra tôi khóc, tôi xin lỗi Chúa bởi vì tôi đã suy nghĩ như vậy. Tôi nói thật, tôi không hiểu tại sao mà ở đây Giu-đa lại im lặng. Giu-đa nghĩ rằng là Chúa nói kiểu mà nói công long, nhưng mà khi mà Chúa nói rằng là cái người đó đó là cái người mà sẽ nhúng cái bánh cái miếng bánh vào trong cái ly này của người ta, Giu-đa vẫn nhúng cái miếng bánh nó vào và nhận miếng bánh nó từ Chúa Giêsu. Quý vị thấy Giu-đa cố chấp không? Cứng lòng, đúng không ạ? Cố chấp, không chịu ăn. Và khi mà Giu-đa vừa mới nhúng miếng bánh đó, rồi Ngài trao cái miếng bánh đó, xin lỗi, Chúa Giêsu Ngài nhúng cái miếng bánh đó rồi lấy đưa cho Giu-đa, Giu-đa nhận liền. Giu-đa không nói lời xin lỗi, không nói lời ăn gì hết.
thì lúc đó quỷ nó đi vào trong lòng chúng ta. Wow, thật là ghê gớm. Tại sao quỷ nó có mặt ở đó, nó đi vào trong Giuđa mà Chúa Giêsu không đủ quỷ ra khỏi Giuđa? Chấp nhận. À, tại vì lúc đó là Giuđa đã cố tình, đúng không? Đã chấp nhận cho phép mà quỷ đi vào trong mình. Chúng ta thấy là trong cuộc đời và chức vụ Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu đi đâu, ngày giảng và ngày dạy, thì luôn luôn có những cái quyền lực của ma quỷ nó la lên, đúng không ạ? Nó ré lên và nó bị đuổi ra khỏi những cái con người mà nó ám. Nhưng mà tại sao trong trường hợp này quỷ nó ngang nhiên đi vào trong Giuđa nhưng mà Giuđa vẫn đứng bờ, Chúa Giêsu không đuổi luôn? Là bởi vì cớ Giuđa đã cho phép, Giuđa đã thỏa hiệp với là ma quỷ. Tôi quý bạn xem, không phải trường hợp nào bị quỷ ám Chúa cũng đều giải cứu đâu quý vị. Đặc biệt là trong cái trường hợp giống như Giuđa đây, nếu một người đã cố tình bỏ Chúa, một người cố tình phản Chúa, chối Chúa mà không chịu ăn năn, quý bà chị em ơi, quỷ nó đi vào rồi đó. Mình biết là có quỷ đó nhưng mình không đuổi được là bởi vì thế người đó đã cố chấp. Chúa Giêsu ngài rất là tiếc, ngài rất là tiếc, ngài đã cầu nguyện cho người Gethsemane rằng là Chúa ơi, xin hãy giữ lấy những con người này, nhưng trừ đứa con của sự mất ra, tức là Giuđa, đúng không? Thì tất cả những người kia đều bình an hết, chỉ trừ Giuđa nè. Cho nên muốn mà cho em ơi, chúng ta khi học đến tấm gương của Giuđa thì chúng ta cần phải nhắc nhở chính bản thân mình rằng là đừng bao giờ chối Chúa và cứng lòng hoàn thành giống Giuđa. Nhưng mà hãy giống như Peter, quý mà cho em, chỉ cần một cái nhìn của Chúa thôi, mình có thể tan vỡ và mình trở lại để mà ăn năn với Chúa. Rồi có những dấu hiệu của sự phản bội ở đây chúng ta nhìn thấy trong câu chuyện của Giuđa. Thứ nhất đó là thấy những dấu hiệu của sự ăn cắp. Giuđa đã ăn cắp tiền bạc ở trong cái túi tiền của Chúa Giêsu trao cho Giuđa giữ, đúng không ạ? Ông thuộc nét, ông đã lấy cái tiền đó để mà ông sử dụng cái riêng của ông. Nhưng mà trong thực tế quý vị, có những người họ phản bội lãnh đạo của mình qua những cái sự ăn cắp con người, ăn cắp danh tiếng, ăn cắp tiền bạc, ăn cắp uy quyền, mua chuộc và lấy lòng người khác, thậm chí là đối chất với người lãnh đạo. Khi mà chúng ta nói về sự ăn cắp con người đây, chúng ta thấy được có những khi nôi kéo chiên của hội thánh khác qua thánh mình, đúng không? Cái người mà họ có ý định rằng là họ sẽ mở thánh riêng á, họ sẽ tìm cách lôi kéo chiên qua đây, qua đây, qua đây, thậm chí là hạ chiên ở gần cái thánh của mình đây nè, mà cũng không cho qua thánh mình luôn, nhưng mà kéo từ ở trên chỗ này đi mấy chục cây số xuống chỗ kia để mà nhóm. Không phải vô cớ đâu quý vị, họ tìm cách để mà lôi kéo và ăn cắp con người của lẫn nhau, ăn cắp chiên của lẫn nhau, bởi vì họ phản mà, cho nên là họ không có ngại cái vấn đề đó. Họ ăn cắp danh tiếng của nhau quý vị, thậm chí là mang tên là hội thánh ví dụ hội thánh gì đó, ngũ tuần gì đó, nhưng mà bên trong thì hoạt động theo cái ý riêng của mình, chứ không phải là hội thánh tên là như vậy nhưng mà ở trong hoạt động như vậy. Rồi ăn cắp cả uy quyền lẫn nhau nữa và lấy lòng của người khác. Chúng ta thấy được cái trường hợp của Absalom, khi mà Absalom đã tìm cách để phản bội lại cái đức là cha của mình, thì Absalom đã tìm cách để mà mua chuộc và lấy lòng của những người xung quanh mình, thậm chí là lôi kéo cả một đám đông để mà lật đổ ngai vua của David. David sợ luôn, David phải tìm cách để bỏ chạy để có thành David của mình, và David phải là cứu mạng của mình, bởi vì cớ đám đông quá lớn. Quý mạng chị em ơi, có những khi sự phản bội nó xảy ra nó khủng khiếp như vậy đó, người ta tìm cách để giết chúng ta. Cho nên để chúng ta biết được dấu hiệu của sự phản bội, chúng ta cần phải nhìn những cái điều này. Thứ hai, dấu hiệu thứ hai của sự phản bội đó là chống đối lại những phước hạnh của bạn. Giuđa thì không muốn cho mọi người xung quanh nhìn thấy sức giàu của Mary có ý nghĩa và giá trị lớn như thế nào đối với Chúa Giêsu. Thì cũng vậy, ở trong thực tế, có khi mà một sư lãnh đạo được phước đó, thì có những người ghen tị với người lãnh đạo đó và chống lại họ và tìm cách để phản bội người lãnh đạo. Khi mà người lãnh đạo chưa có xe hơi hoặc là chưa có nhà cửa gì hết thì rất là hiền lành, rất là có vẻ đầu phục lắm. Nhưng mà khi mà lãnh đạo mà có xe hơi rồi và đầu mỏ đỏ trong đó
không có gì đâu. Ai dân hiến cho Hội Thánh rồi xong rồi ông lấy cái tiền dân hiến, ông mua xe hơi riêng cho ông. Bắt đầu nó nghịch lại bước hành của người lãnh đạo. Và khi mà tôi tới của Chúa, người lãnh đạo đi Mỹ hoặc đi đâu đó, ông nói tiền đâu ông đi vậy? Ông lấy tiền quỹ Hội Thánh ra ông đi Mỹ đi ngay đó. Mà còn khi mà người lãnh đạo được phước ở trong tài chánh không có muối, họ nghịch lại ngay quý mài chứ em. Và đó là dấu hiệu của sự phản bội. Họ có thể sẽ nói ra những lời nghe có vẻ rất là thiêng liêng và tốt bụng, nhưng mà lại không có liên hệ gì đến Thánh hết. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 7 đến câu 9 thì chép rằng là có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương nguyên ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy giận mà chắc rằng sao phí của như vậy, dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà bố thí cho kẻ nghèo này. Mình thấy rằng là nghe thì có vẻ hay lắm, bố thí cho người nghèo đi, chứ tại sao mình lại phí của như vậy? Nghe thì có vẻ thiêng liêng đúng không ạ? Nhưng mà thật ra nó không liên hệ đến Thánh. Cho nên những cái điều mà tôi nói khi nãy đó nó đúng hết đúng không ạ? Cái người phản bội họ có nhiều lý do để mà phản bội. Nghe thì có vẻ tốt, nghe thì có vẻ có lý, nhưng mà nó không phải là chân lý. Giê-rê-mi đoạn 12 câu 6 chép rằng là chính anh em ngươi và nhà cha ngươi đương phản ngươi, chúng nó cũng kêu tiếng to sau ngươi nữa, dầu chúng nó nói những lời lành, ngươi chớ nên tin. Quý vị thấy không? Ngay cả khi mà nói lời lành nghe có vẻ lọc tai lắm, nghe có vẻ có lý lắm, hợp lý lắm, nhưng mà không phải là chân lý, đừng có tin. Ở đây Judas Iscariot đã nói những cái lời đó phí quá, sức dầu của Chúa phí quá, phải bán rồi làm từ thiện nó hay hơn. Tôi với mạng cho em, có những khi mà cuộc sống nó xảy ra những điều tương tự giống như vậy. Nhưng mà lời của Chúa nói trước hết để chúng ta khi ngồi phản bội quý vị, chúng ta sẽ không có hụt hẫng, chúng ta không có bị bất phạm, chúng ta không có bị bất ngã. Chúa ơi sao con hầu vì Chúa con bị như thế này, đau quá Chúa ơi. Chúa nói sao lời của ta đã chết hết rồi. Chỉ có những ai đặc biệt được lựa chọn cho những chức vụ đặc biệt, họ mới phải học những bài học này. Chỉ có những ai bị người khác ruồng bỏ hoặc là cướp tự, bị phản bội, bị bỏ rơi, những người đó là ứng cử viên sáng giá cho những chức vụ lớn lao trong vương quốc của trời. Xin chào mừng quý vị đến với chức vụ. Amen. Chỉ có những người đã từng bị phản bội mới có thể bước chân vào trong những chức vụ lớn lao sau này của quý vị. Quý vị há lớn hơn Chúa Trời sao? Quý vị há lớn hơn Đức Chúa Giêsu sao? Không, Đức Chúa Trời đã từng bị Lucifer phản bội đúng không ạ? Chúa Giêsu đã từng bị Judas Iscariot phản bội. Cho nên là một sư cũng sẽ có lúc chúng ta đã bị phản bội. Và sự phản bội là điều chúng ta không bao giờ tránh được. Nếu tránh được thì Chúa Giêsu có lẽ đã tránh rồi đúng không ạ? Đây là cái điều không bao giờ ta có thể tránh được. Nhưng mà kìa, quý vị có thể nghe điều này cảm thấy hụt hẫng. Nhưng quý vị có thể nhìn vào trong thế gian không có Chúa đó, cái điều này nó xảy ra rất là nhiều. Đúng không ạ? Nếu không có sự phản bội thì không có trường hợp ly dị hoặc là người ta bị phá nát hôn nhân nhiều lắm. Nhưng mà trong Chúa thì cái tỷ lệ này nó giảm đi. Nhưng mà có nghĩa rằng là không có. Cũng có đúng không ạ? Trong hàng ngũ 12 môn đồ Chúa Giêsu vẫn có một người phản bội Chúa mà. Ngay trong thiên đàng hoàn hảo trọn vẹn như vậy mà Lucifer còn phản bội Chúa, thì huống chi trên đất này, trong cái thế giới sang nhã này, vẫn có người tìm cách phản bội. Và chúng ta được lời của Chúa trang bị trước trong buổi chiều này, không phải vô cớ quý vị nghe những lời này đâu, nhưng mà Chúa có chương trình để cho quý vị được tiên ngừa trước virus của sự phản bội. Amen. Để khi mà sự phản bội đến, quý vị sẽ không mất. Không, quý vị đừng có bao giờ, đừng giống như Trấn Thành. Đừng giống Trấn Thành, lụng tim, bị ném đi 4 chữ, hào quang rực rỡ. Đừng có bao giờ giống như Trấn Thành quý vị. Nhưng Chúa ngày muốn chúng ta phải cứng mạnh. Người lãnh đạo trong Hội Thánh phải giống như là những cái dây gân, những cơ bắp chắc chắn, để có thể giữ cả Hội Thánh của Chúa, giữ cả thân thể của Chúa Jesus Christ một cách vững chắc. Chúa không muốn những người lãnh đạo lúc nào cũng là cảm xúc giống như là những nghệ sĩ đó, nhưng chúng ta cần phải là một người cứng mạnh ở trong ơn của Chúa.
đứng trước cái sự phản bội chúng ta vẫn có thể trụ vững và chúng ta vẫn có thể tiếp tục bước đi theo Chúa. Chúng ta thấy không ạ? Chúa Giêsu ngài dù rằng là bị 12 sứ đồ bỏ rơi ngài, người thì bỏ rơi ngài, người thì chối ngài, người thì bán ngài như vậy, nhưng mà ngài vẫn không có bỏ rơi họ. Chúa Giêsu sống lại rồi, ngài gặp từng người luôn, thậm chí có hai ông đi về thành Emmaus, về quê cấm câu quý vị, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn đi tìm họ, lúc mà Chúa Giêsu cùng đi với họ và nhắc cho họ nhớ lại Kinh Thánh. Chúa Giêsu hiện ra và Chúa Giêsu bày bánh trước mặt họ đó, và khi mà họ sáng mắt ra thì họ không nhìn thấy Chúa Giêsu và ngay tức họ trở về với Jerusalem và gặp người sứ đồ kia. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu ngày không bao giờ ngày bỏ cuộc cả. Có thể bài học này hơi khó, nhưng mà tôi muốn căn bài quý vị để quý vị sau này, nếu quý vị thấy có trường hợp xảy ra như vậy, quý vị sẽ không có ngạc nhiên. Điều này rất là thường xuyên mà nó bắt đầu từ trong Kinh Thánh, từ thời của Giuseppe rồi cho đến Judas Iscariot, và ngày hôm nay cũng có nhiều trường hợp là họ phản bội Hội Thánh và họ rời khỏi Hội Thánh, và thậm chí là họ đóng đinh luôn cả cái người mục sư tổng huấn nhiệm của họ nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta không chịu cái dễ đâu quý vị. Trong những trường hợp đó, Chúa ngày thường ra tay để mà thương xót và bảo tồn người của ngài. Dù rằng là người ta phản bội, tìm cách giết, thậm chí là có thể chết rồi đó, nhưng mà Chúa có cách để làm cho sống lại. Cho nên chúng ta hãy yên tâm mà tiếp tục đi theo Chúa quý vị ơi. Đức Chúa Trời của chúng ta không chịu cái dễ đâu. Chúa ngài vẫn có cách để bảo vệ và gìn giữ người của ngài. À, cho nên khi chúng ta đối diện với sự phản bội thì chúng ta cần phải chuẩn bị tấm lòng của chúng ta. Đừng để cho tấm lòng của chúng ta có rễ đắng. Đừng để cho rễ đắng nó âm ra trong lòng của chúng ta, và chúng ta cần biết rằng là chúng ta sau này sẽ làm việc lớn hơn. Quý vị biết rằng là sau khi Chúa Giêsu ngài sống lại và ngài gặp 12 sứ đồ đó, thì ngài không có gọi trách họ hay là ngài thù hằn họ, ngài không có chỉ vào mặt từng ông mà nói rằng là các ngươi có biết rằng là ngày trước các ngươi đã từng phản ta không? Chúa Giêsu không làm như vậy, nhưng mà Chúa Giêsu ngài tìm cách để thúc đẩy họ đến với phòng cao của lễ ngũ tuần. Quý vị thấy không ạ? Chúa Giêsu ngài tuyệt vời lắm. Chúa Giêsu ngài có cách của ngài để mà khích lệ con đồ tiếp tục đi theo Chúa và chờ đợi điều Cha đã hứa. Chúa Giêsu không dừng lại cái chỗ người phản bội rồi bị tổn thương rồi thù hận những người đã từng phản ngài, nhưng mà ngài tìm cách để dẫn các họ để đi lên chốn cao hơn. Ồ, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài để chúng ta có tấm lòng của Chúa Giêsu, để chúng ta không dừng lại trong chỗ cay đắng tổn thương, ngồi đó cứ than thở than thân trách phận, nhưng mà chúng ta sẽ tiến lên phòng cao chờ điều tốt lành hơn mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Amen. Bởi vì quá khứ chúng ta nên để cho nó ở đó, đừng bao giờ cứ là quá khứ, đừng bao giờ đấu chấp với cái người phản bội mình, đừng bao giờ tìm cách để mà xử lý cái người đó, bởi vì nó sẽ tệ hơn chứ không phải là tốt hơn đâu. Tôi hỏi quý vị là giả sử khuôn mặt của chúng ta bị nổi mụn, thì cái điều tốt nhất chúng ta nên làm là gì? Nên nặng mụn hay là cứ để yên cho nó bể ra rồi xong rồi chúng ta sẽ tìm cách làm nó? Có người thì cho là nặng mụn, có người thì cho là để yên. Cảm ơn Chúa. Cái người mà nói rằng là để yên đó, người đó là người của mình. Bởi vì y học cho chúng ta biết rằng là ai mà nặng mụn thường xuyên đó, thì cái mặt người đó nát bấy đó. Nhưng mà ai mà không bao giờ nặng mụn đó, thì cái mặt người đó rất là đáng, rõ đẹp. Tại vì sao vậy? Tại vì mụn khi mà nó sưng lên, nó sưng bấy lên, nó bể ra, thì nó sẽ có một cái cơ chế ở trong cơ thể gọi là cơ chế tự lành. Và cái vết thương nó sẽ bắt đầu nó đóng mày lại và nó tự bong tróc, và sau đó thì da nó sẽ mềm lại và nó không để lại hẻo. Nhưng ai tìm cách để mà nặng cậy cậy đó, thì từ cái vết mụn nó nhỏ xíu bắt đầu nó lan thành một cục mụn chà bá, từ mụn trứng cá mà trở thành mụn chim cút luôn quý vị. Cho nên nếu mà có sự phản bội xảy ra, quý vị ơi, cứ để cho tự nhiên nó xảy ra, đừng bao giờ tìm cách để phanh phui xử lý nó, bởi vì càng đụng đến nó thì nó sẽ càng tay quay nó nhiều hơn. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là Chúa Giêsu không bao giờ nhắc lại cái tên Judas Iscariot nữa. Sau khi mà Chúa sống lại, Chúa Giêsu không có nói xem nữa.
và các môn đồ, các sứ đồ cũng không có nói nữa. Chỉ nói qua một cái rồi xong, không có phân tích là cái chuyện tại sao, lý do tại sao. Hôm nay tôi chia sẻ bên này, tôi phải phân tích để quý vị hiểu được tại sao mà Giuđa phản Chúa. Nhưng mà trong thời của sứ đồ thì họ đã hiểu rõ rồi, họ không cần phân tích nữa, cứ cho nó qua luôn. À, cho nên chúng ta thấy rằng là cái việc để chúng ta đối diện với phản bội đó là chúng ta đừng có nhớ đến, đừng có nhớ đến cái điều đó nữa. Hãy cho nó qua đi, bởi vì mình đã tha thứ rồi thì mình sẽ không nhắc lại được. Và điều quan trọng hơn đó là chúng ta biết rằng người phản bội bạn có thể không phải là một người xấu xa hoàn toàn. À, đây là một cái điều nó rất là lạ lùng quý vị. Khi mà Giuđa đến gặp Chúa và hôn Chúa như vậy đó, thì Chúa cái đó là hỡi bạn của ta. Bạn ơi, Chúa Giêsu vẫn gọi Giuđa là bạn. Tức là sao? Chúa Giêsu này vẫn nhìn thấy Giuđa là một người có cái tâm thánh tốt. Ông chỉ vì một cái sự tranh chiến nội tâm, ông có biết rằng là ông nên ở với Chúa hay là đi ra khỏi Chúa, ông nên tiếp tục làm môn đồ của Chúa hay là ông làm cái người kinh doanh theo ý riêng của ông. Ông chỉ lăn tăn cái chỗ đó thôi, chứ làm con vẫn còn yêu mến Chúa. Tại sao tôi lại nói như này thưa quý bà chị em? Đó là sau khi mà Giuđa thấy Chúa Giêsu biểu tình như vậy đó, thì Giuđa đã đi ra ngoài. Ông hối hận. Ông hối hận và ông đã tìm cách để tự tử. Cái hành động tự tử của Giuđa nói về một cái sự hối hận. Nhìn biết rằng những hành động của mình phán thầy như vậy là sai rồi. Giuđa vẫn là người tốt quý vị. Động cơ của ông lúc ban đầu đó không phải là ghét Chúa đâu, nhưng mà ông có một sự tranh chiến, ông bị xấu hổ. Và ông để cho kẻ thù của Chúa đó xử lý Chúa, chứ ông không có giết Chúa đúng không ạ? Ông đã kết nối với là những thể lễ kia để mà họ xử Chúa, chứ ông không trực tiếp ra tay để giết Chúa Giêsu. Cho nên người phản bội chúng ta đó quý vị, có thể lúc ban đầu họ không phải là người xấu, họ vẫn là những người rất là thương chúng ta, yêu chúng ta, thậm chí hết lòng sẵn sàng để hy sinh vì chúng ta. Trong Kinh Thánh có nói về trường hợp của Amnon và Tamar. Amnon và Tamar là anh em cùng cha khác mẹ với David. David là cha của họ và họ là anh em cùng cha khác mẹ. Lúc ban đầu đó thì Amnon rất là yêu và quý Tamar và muốn được ở cùng với Tamar. Nhưng mà sau khi anh ở xong thì cái tấm lòng của Amnon không còn yêu quý Tamar như trước đây. Và Amnon đã phản bội Tamar và đuổi Tamar đi. Tamar xấu hổ và không còn dám mặt mũi nào nhìn ai hết. Quý mà chị em thấy không? Cái sự phản bội nó không phải là bởi vì người ta là người xấu đâu, nhưng mà nó có một cái sự tranh chiến nào đó, nó có một cái lý do nào đó ở bên trong và khiến cho người ta phải thay đổi như vậy. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng cái người phản bội mình là người xấu. Không, họ vẫn là người tốt đó. Nhưng mà họ có quyết định sai lầm mà thôi. Tôi tin rằng nếu mà Giuđa còn sống, Giuđa Iscariot vẫn còn sống đó, thì Chúa Giêsu ngài vẫn sẽ gặp ông và vẫn sẽ cố chấp với Giuđa, đúng không ạ? Đúng không? Từ trước chúng ta nói về cái việc đó là Peter chối Chúa ba lần với là Giuđa bán Chúa một lần đó, thì ông nào tội nặng hơn ông nào? Thì Peter ông chối Chúa ba lần tội nặng hơn chứ đúng không? Cái ông mà bán Chúa một lần thôi thì tội nhẹ hơn à? Chúa có nói rằng là ai chối ta sẽ chối họ trước mặt cha ta trên đời. Tôi hỏi quý vị rằng là chối Chúa là không được cứu luôn đó đúng không? Đó, chối Chúa là Chúa chối mình lại đó. Chối Chúa là Chúa chối mình lại. Quý vị còn bán Chúa thì Chúa có nói ai bán ta sẽ bán họ. Đúng không? Nhưng mà Chúa có nói là ai chối ta sẽ chối họ và ta không có xưng họ ra trước mặt cha ta trên đời. Như vậy thì tội Peter nặng lắm à. Tội nặng như vậy đó mà Chúa Giêsu vẫn còn tìm cách để gặp lại Peter. Thì huống chi Giuđa, Chúa ngài vẫn sẽ có cách để phục hồi ông ấy nếu Giuđa vẫn còn sống. Nhưng mà bởi vì với Chúa Giêsu là đấng tiên tri là biết tất cả mọi sự, đúng không quý vị? À, trước khi mà Chúa Giêsu chịu khó thì Chúa đã biết trước ai sẽ phản ngài rồi. Thì nếu mà Chúa biết trước được cái kẻ phản ngài thì Chúa cũng biết trước rằng là Giuđa sẽ làm gì đúng không ạ? Biết trước là Giuđa sẽ thắt cổ tự tử và sẽ kết thúc cuộc đời của mình. Cho nên Chúa Giêsu biết lắm. Nếu mà Giuđa còn sống thì có lẽ Giuđa đã khác rồi. Nhưng mà đây là cái chương trình của Chúa. Thì
đây là chương trình của Chúa, mình không hiểu được bằng cái tâm trí sáng tạo của mình. Nhưng mà cái câu chuyện này thì chúng ta thấy được rằng là Chúa Ngài vẫn có ân điển lớn lao cho chúng ta. Có thể quý vị học tới đây, quý vị sẽ căm ghét Giuđa. Tại sao mà cái người sứ đồ của Chúa mà lại làm cái chuyện ngu xuẩn rồi bán Chúa qua với đồng bạc? Nếu tôi không phải tôi bán Chúa. Quý vị ơi, có bao giờ quý vị nhìn thấy chính mình bán Chúa qua lời nói của mình, qua hành động của mình không? Có bao giờ quý vị đã từng làm xấu danh Chúa trước mặt người ta, giống như là Giuđa đã từng bán Chúa 30 đồng bạc không? Tôi nhớ ngày xưa khi mà tôi còn là một thanh niên, lúc đó khoảng chừng 20 mấy tuổi, thì trong một lúc mà tôi bù uống với bạn bè, tôi uống một tăng tăng một rồi đó, xong rồi tôi đi uống tăng hai xong là tôi say quý tỉnh, tôi không còn biết đường tôi về nữa. Hai bạn nó dìu tôi ngồi trên xe ống ba, tôi ngồi ở giữa chở tôi về nhà. Và khi ba mẹ tôi mở cửa cho tôi vào trong nhà, tôi lúc đó vẫn còn tỉnh, tôi cũng còn biết rằng là mình bước vô trong nhà, nhưng mà người của mình á, cái ói mửa nó dơ giống như con chó mà vừa mới tức mửa con người mình. Và tôi nằm trên sàn nhà, tôi nằm trên đó tới sáng luôn. Và khi mà tới sáng thức dậy, quý vị, tôi ghê tởm với con người của tôi. Tôi đi nhà thờ, thờ tượng Chúa, ca ngợi Chúa, mà bây giờ mình đã ăn nhậu như thế này, mà mình lại bê tha như thế này. Mình, tôi thấy cái lời của Chúa nói rằng là cái con chó nó đã liếm lại cái đồ đó, nó mửa ra. Tôi cảm thấy gớm ghiếc với bản thân tôi và tôi đã quỳ cổ, tôi ăn năn với Chúa. Chúa ơi, con không bao giờ, con hứa với Chúa rằng con không bao giờ con uống rượu nữa. Và cảm ơn Chúa rằng là Chúa Ngài đã nhìn thấy tin và tấm lòng của tôi. Từ đó cho đến nay tôi chưa bao giờ tôi uống rượu nữa. Uống rượu, uống bia thì tôi không bao giờ uống, thậm chí nhấp môi tôi không uống nữa. Đã gần 20 năm rồi, còn tôi còn nhớ như lên cái ngày đó. Quý mà chị em ơi, đôi khi chúng ta có những cái tội mà nó không giống như Giuđa hoặc là giống như Phi-rơ, nhưng mà bản thân chúng ta khi đối diện với trước mặt Chúa đó quý vị, chúng ta sẽ thấy rằng mình cũng không hơn gì mấy ông đó đâu, đúng không ạ? Khi mình dở cái lưng mình lên đó quý vị, mình còn xấu hơn họ rất là nhiều. Ở trong nhà thờ mình hallelujah ngợi cây Chúa như vậy, nó nhảy múa, nhưng mà bước chân ra đường mình còn tệ hơn cái người thế gian, quý vị có tin không? Vừa mới thờ tượng Chúa xong là alo mày ở nhà hả, đi nhậu với tao nha. Trời ơi, con cái Chúa mà còn cám dỗ con của ma quỷ đi nhậu nữa, quý vị có thấy giùm mình không? Con cái thế gian không cám dỗ mình thôi chứ mình còn cám dỗ đi nhậu đi nhảy đông nữa. Quá tệ, nhưng mà em ơi, xin Chúa ngày cho chúng ta nhìn thấy được bản thân của chúng ta đó. Mỗi người chúng ta có những giây phút mà mình cũng phản bội Chúa, phản bội Chúa trong lời nói, trong việc làm, trong cái đời sống cá nhân của chúng ta. Xin Chúa thương xót mọi người chúng ta, nhưng mà em, tất cả chúng ta đều cần có sự thương xót của Chúa hết. Lời của Chúa dành cho tất cả mọi người chứ không phải dành cho riêng ai. Amen. Nếu trong những ngày vừa qua nếu chúng ta có những cái điều gì sai lầm với Chúa, tôi kính lạy quý vị chúng ta hãy trở lại với Chúa. Hãy trở lại với Chúa quý vị. Đọc Kinh Thánh là dành cho mình, chứ không phải đọc Kinh Thánh dành cho người khác. Chúa ơi, xin Chúa ngày thương xót và tra xét lòng của con. Trong những ngày vừa qua con có cái điều gì không đẹp lòng Chúa? Có lời nói gì, có hành động gì mà con dù như con bán Chúa, dù như con chối Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Con nói rằng nhưng mà con làm nẻo. Con nó có yêu thương nhưng mà đời sống con không yêu thương. Con nó có trung tín theo Chúa lắm nhưng mà chủ nhật con cũng không có đi nhóm trung tín nữa. Con nó con sẽ sống thánh khiết cho Chúa nhưng mà con còn nhiều cái ô uế và tào lao lắm Chúa. Xin Chúa đỡ chúng ta để chúng ta có thể sống không theo đúng như những gì chúng ta đã nói với Chúa chúng ta cũng được. Chúa Giêsu không vì cớ chúng ta phản bội mà Ngài bỏ 11 sứ đồ kia. Và Ngài đã biết cách để vượt qua sự phản bội đó, để có thể đem tất cả những môn đồ của Ngài đến trải nghiệm trên phòng cao trong ngày lễ của tôi. Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu của chúng ta là một đấng lãnh đạo rất là tuyệt vời. Ngài đã chiến thắng được cái sự đau lòng của sự phản bội để mà Ngài tiếp tục dẫn dắt dân sự của Ngài đến xứ cao hơn, đến chỗ cao hơn. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người chúng ta, ai đã từng vấp ngã trong sự phản bội,
thì xin Chúa cho chúng ta ăn năn và trở lại với Chúa để chúng ta không còn là một người phản bội. Ai đã từng trải qua những cái sự cay đắng, những sự đau đớn, tổn thương, sự phản bội, xin Chúa ngày chữa lành cho tấm lòng chúng ta, giống như Đức Chúa Trời đã chữa lành cho tấm lòng của Chúa Giêsu, để trong Ngài không có bất cứ một sự tội phạm nào và Ngài vẫn có thể yêu thương, vẫn có thể ngọt ngào, vẫn có thể tha thứ cho những môn đồ đã từng vấp ngã của Ngài chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Có người hỏi rằng là Chúa Giêsu Ngài là đấng, giống như Phaolô và các sứ đồ khác, họ thiết lập ra những cái chuẩn mực ở trong đời sống họ để cho các môn đồ có thể noi theo và học hỏi tấm gương của họ. Người lãnh đạo cũng hẳn cần phải là những người đưa ra một lối sống mẫu mực, làm gương sáng cho những người mà mình dẫn dắt và đi sau mình. Thứ hai, người lãnh đạo sẽ trở thành những dây cân và bắp thịt để giữ cả thân thể, tức là phản lại với nhau. Người lãnh đạo phải đủ cứng chắc và mạnh mẽ để không bị kẻ thù là ma quỷ tiêu diệt. Và chúng ta biết rằng là người lãnh đạo cần có sự cầu nguyện của cao thánh của Chúa. Và chúng ta cần phải cầu nguyện cho lãnh đạo của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho mục sư tổng huấn nhiệm, hãy cầu nguyện cho các mục sư cùng hầu về Chúa với mục sư tổng huấn nhiệm của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho mục sư quản nhiệm tại hội thánh của chúng ta, để kẻ thù nó không có bắn phá và cái người tranh không bị đánh. Quý vị ơi, khi mà người tranh bị đánh thì bài chim của Chúa tan lại. Người chạy hội thánh này, người chạy chỗ kia, người chạy chỗ nọ, hội thánh của Chúa sẽ không được phước đâu quý vị. Cho nên hãy cầu nguyện cho nhau với bạn chị em. Và nếu giả sử trong hội thánh có những cái chuyện nó xảy ra như là cái chuyện mà tôi vừa mới chia sẻ quý vị, đó là sự phản bội đó, thì quý vị hãy cầu nguyện cho cái người mục sư lãnh đạo của chúng ta trở thành những dây gân và bắp thịt mạnh mẽ để có thể vượt qua được những cái điều đó, và hội thánh của Chúa sẽ được kiện toàn, được mạnh mẽ sau này càng hơn. Amen. Chúa có một chương trình tốt lành hơn dành cho tất cả chúng ta. Sau khi trải qua thử thách, chúng ta sẽ thấy được cuộc đời của chúng ta được thăng cấp và được kết quả nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Phao-lô đã nói rằng là hỡi anh em về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm điều quên lỗi xưa đằng sau mà vâng theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mắt mà chạy để dừng giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa. Là những người thánh của Chúa, chúng ta cần phải quên lỗi những sự ở đằng sau. Quên đi những người đã từng làm tổn thương mình, quên đi những người từng phản bội mình, quên đi những cái chuyện đau lòng, để chúng ta có thể nhắm mục đích mà chạy hướng bàn chen. Amen. Amen. Và đừng nhìn quá khứ, chạy xe hơi mà cứ nhìn phía hậu thì gì sẽ ra hướng bàn chen? Tai nạn đúng không ạ? Mình phải nhìn phía trước chứ. Lúc nào chạy xe lúc nào cũng đi địa là sao mà phía hậu không là nguy hiểm lắm quý vị. Chúng ta cần phải nhìn ở phía trước. Đúng không anh Phú? Dạ. Đừng nhìn quá khứ. Dạ, hãy nhìn Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu là Chúa của tương lai, đã biết được điều gì tốt nhất dành chúng ta và Ngài sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ đó. Cảm ơn Chúa, xin mời quý vị cùng dấn lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Qua lời của Chúa của chiều nay, chúng ta hãy tha thứ cho những người từng làm tổn thương chúng ta, nhất là những người họ đã từng phản bội chúng ta, họ không giữ lời hứa với chúng ta, họ không trung thành với chúng ta. Thì xin Chúa Ngài cũng chữa lành tấm lòng chúng ta khỏi tất cả những tổn thương, những bất phạm, những đau đớn và cay đắng. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.